Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an đã ký quyết định thăng cấp bậc hàm từ Thượng úy lên Đại úy kể từ ngày 17 tháng 11 năm 2023 đối với đồng chí Trần Trung Hiếu. Thông tin trên được Công an tỉnh Hà Tĩnh cho biết vào chiều ngày 17 tháng 11. Như báo Sài Gòn Giải phóng Online đưa tin, trước đó, khoảng 15 giờ 45 phút ngày 13 tháng 11, Thượng úy Trần Trung Hiếu, sinh năm 1992, Cán bộ công an xã Xuân Hồng, huyện Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh đang làm nhiệm vụ thì phát hiện đối tượng Trần Trọng Gia Bảo, sinh năm 1997, trú thôn 1, xã Xuân Hồng, huyện Nghi Xuân có biểu hiện nghi vấn mua bán trái phép chất ma túy. Khi thượng úy Hiếu áp sát để bắt quả tang thì bất ngờ bị đối tượng dùng kéo đâm nhiều nhát, gây thương tích nặng. Sau sự việc, công an xã Xuân Hồng cùng người dân đưa thượng úy Hiếu đi cấp cứu và bắt giữ đối tượng Bảo đưa về trụ sở để điều tra. Ngày 16 tháng 11, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Hà Tĩnh đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam Trần Trọng Gia Bảo về hành vi giết người. Trong 4 ngày qua, các cán bộ, chiến sĩ và người thân, người dân đã hiến máu để cứu Thượng úy Trần Trung Hiếu. Các bác sĩ của Bệnh viện Đa khoa Thành phố Vinh, Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An, Đoàn bác sĩ Bệnh viện Việt Đức, cũng tận tình cứu chữa, nhưng do vết thương quá nặng, Thượng úy Trần Trung Hiếu đã hy sinh vào lúc 6 giờ 35 phút ngày 17 tháng 11 năm 2023.